theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG eSports. Chưa đủ đam để knock cao cái tên của Mamu. Bây giờ Mamu quá là trống trải rồi, đỡ thế nào đây Mamu ơi. Wicked là người làm tốt hơn những người đồng đội trong tình huống vừa rồi. Có cho mình kế hoạch của Mamu, confirm ngay lập tức. Vậy là Pechicrot họ đã mất đi một người chơi ở Volibear và giờ đã có một trái nét knock cao về cái tên của Excellent và Mew là cái tên tiếp theo và sự dạo xuống của Volibear. Double kill dành cho vị trí của Volibear và chỉ còn lại vị trí của Long mà tôi, nhưng Long cũng phải dừng cuộc chơi dạo xuống của Aero tới từ team SoloBeat. Kỳ đang yếu máu, JN là người di chuyển cuối cùng. Và liệu có ai phải nằm xuống hay không đây? Họ đang muốn lấy của nhà của Na'Vi nhưng từ từ đã nào. Smith vừa rồi nấp ba được vị trí của Levit và in game lead đầu LG Divine đã nằm xuống rồi. LG Divine bây giờ chỉ còn đó là 3 thành viên nữa thôi. Vát là người đi đầu trong tình huống này. Đã có một tình huống drive by nhưng liệu nó hợp lý hay không đây? Turtle là một knock cao cái tên của Vát. Người tiếp theo nằm xuống hay không đây? JN có cho mình thêm một điểm hạ cùng từ vị trí của Meraku nhưng JN cũng phải nằm xuống và Aero knock cao một cái tên của Turtle. Chỉ còn lại vị trí của Levit và tôi, nhưng mà team SoloBeat bất ngờ với dừng chân ở vị trí thứ 15. Orin của Na'Vi là người hỗ trợ các thành viên của LG Divine trong cái tình huống này. Bây giờ chỉ còn lại vị trí của Nicky mà tôi, đã có trái đất được trả ra từ cái team của Na'Vi nhưng mà nó đang thiếu chính xác một quả lửa và bây giờ thì Na'Vi sau một quả lửa và một trái đất họ không đem lại bất cứ được một điểm kill nào từ LG Divine thì họ đã phải lùi sâu về bên trong khu vực nhà để chơi an toàn hơn. Còn với LG Divine họ sẽ cứu được toàn bộ lượng thành viên của mình. Đúng vậy, Divine đang gặp khó nha. Và thêm người tên Furia xuất hiện. Và đây là vị trí của Rasmu. Ride by với chúng tôi có làm được hay không đây? Và đó là Nicky. Đổi được mạng của Rasmu nhưng rớt đi ra và cả Necro. Thực sự phải nói rằng quá khó cho LG Divine ở trong những tuống liên tiếp có team đâm vào khu vực này. Trong khi đó thì Rasmu đã phải nằm xuống, meta mất người. Và thêm người tên này thâm hậu 36 Na'Vi nằm xuống với vị trí của Oren. Và đây là giao tranh giữa Furia và cả các thành viên bên team Na'Vi. Na'Vi còn 3 người sơ tap có những quả nêm và knock out đó là vị trí của Zerty Zera nhưng họ chỉ còn đó là 2 thành viên nữa thôi, vị trí của Xenia và cả người đồng đội của mình. Thêm cả meta vị trí ở này và đó là vị trí của anh chàng Wicked. Furia tan biến hoàn toàn ở trong cái đó bởi các thành viên bên team Na'Vi và cả cái tên meta game mình. Còn với các thành viên bên team FaZe Clan họ may mắn có cho mình được khoảng trống để có thể đi sâu một cú set goal. Và đây là làm của Kia xông ra nằm xuống 13 tôi lên và tình huống nó confirm là cực kỳ nhanh đến từ 3 tôi lên. Damwonkia bây giờ chỉ còn thành viên cuối cùng không, họ còn 2 người nữa nhưng vị trí của Kêu cũng đã phải nằm xuống bởi Spyro rồi. Lu nằm xuống bởi đó là Murph và thêm cái tên Murph bên phía team đó là DA. Damwonkia họ tan biến hoàn toàn ở vị trí thứ 12 ở trong game điều này. Và hiện tại trong cái thế trận này thì các đội tuyển từ châu Âu đang có lợi nhất nha. Ataora vẫn đang cố gắng clear cái nhà kho ở bên cạnh mình để có thể mở ra khoảng trống. Mượt vừa rồi có tiêu bắn tốt và Jayer phải nằm xuống. Như vậy thì DA bây giờ đang cố gắng chống trả những sự công phá đến từ Ataora và tiếp tục đó là cái tên Mượt đắp một đồng ảo cho Mượt rồi. Và Ataora bây giờ chỉ còn đó là 2 thành viên nữa thôi. Peng AGM của Chuyên Franson đã có cho mình cái điểm hạ gục của Pesto nhưng bây giờ thì Peng cũng đã phải nằm xuống một súng của tướng Tam. Combat đang diễn ra trên khắp các bản đồ và bây giờ thì Chuyên Franson chỉ còn lại vị trí của một thành viên mà thôi. Với các thành viên mình FaZe Clan không biết là nó biết thông tin chưa vì chúng giờ tap xuất hiện của Airao. SG nằm xuống rồi, bây giờ FaZe Clan nó chỉ còn đó là 2 player nữa thôi. Vâng, Na'Vi liệu có muốn chấm dứt đội các thành viên bên phía team FaZe Clan ở trong game nếu này không đây? Chúng ta cùng chờ đợi xem là bắt đầu trả những quả lô top cùng với đó là những quả nện đến từ đội các thành viên bên phía team FaZe Clan. Bây giờ thì Ens cũng đang gặp khó khăn, họ đang muốn cứu lại người đồng đội của mình nhưng các Star vừa rồi có cho mình cái mạng của giờ tap tới từ Na'Vi. FaZe Clan cũng như cái thành viên của Na'Vi sẽ đụng độ với nhau ở góc 6 giờ với góc 4 giờ của bản đồ này. Xong rồi, đình của Etherpop 36 lành ít dữ nhiều rồi. Bây giờ thì Ens cũng như là các thành viên của Na'Vi đang đụng độ với nhau. Xenia nằm xuống, bây giờ rất nhanh chóng Na'Vi wide out, họ dừng lại vị trí thứ 5. Tiếp theo là các tên của Ens đụng độ với Na'Vi, họ cũng phải rời ở vị trí thứ 4. Etherforce 36 chỉ còn lại cho mình được 1 thành viên mà thôi, không phải là Liquid họ còn cho mình được 2 người. FaZe Clan cũng chỉ còn lại cho mình được 2 người mà thôi. Bây giờ thì Etherforce 36 dừng chân ở vị trí thứ 3. Bây giờ thì chắc chắn sẽ có một đại diện châu Âu lọt trong vòng này, đó chính là FaZe hoặc là các thành viên của team Liquid trong một tình huống đối đầu 2 vs sai. Ai sẽ là người ghi tên mình trong vòng weekly final của tuần thi đấu thứ 6 này đây? Vâng, FaZe Clan U3 đây sẽ là cái tên tỏa sáng Ibiza Biko đi mà vẫn đấy tiếp tục là những thứ nhà tốt và SG xuất hiện Ibiza 5 số và tiếp tục là cái tên SG người chấm dứt cho cái thành viên bên team Liquid về với đó là coi đời trong game điều này và top 1 dành cho cái thành viên bên phía team FaZe Clan.